Em thử nói cho anh biết là hành động nó gần nhất làm mà em đã từng làm là gì. Dạ chắc là ra làm trò khùng điên ở trước mặt group của em. Làm dấu gì cơ? Làm trò khùng điên ở trước mặt group của em. Sao lại thế? Tại lúc đấy em chơi trò chơi với bạn ạ. Kể tiếp đi. Xong rồi em thua. Nên là em phải ra đằng trước mặt bạn group của em để nhảy. À đấy là cái cớ ấy. Còn lý do to hơn mục đích đúng không? Dạ vâng ạ. Chỉ vì để thấy nụ cười của người ta nên là mình mới tình nguyện làm trò khùng điên. Vâng. Xong sau lần đấy là em không group người ta nữa luôn ạ. Thế là người yêu luôn ạ? Dạ không ạ. Em group bạn khác. Nó ở cái tập chất. Thảo thật đấy nhỉ? Xong rồi xong bạn ấy có bảo gì em không? Bạn chỉ cười vậy ạ. Thấy bạn ấy cười đấy thấy có vui không? Em vui bình thường vậy ạ. Em thấy quê nhiều hơn ạ. Lúc em làm trò gì? Nhảy. Như thế. Hay mà, sao lại cùng điên? Dạ không, em thấy nó cùng thật. Không có nhảy. Nếu bạn ấy lại xem được thì sao? Không, bạn ấy không xem được đâu anh hứa. Ok, cảm ơn vì em làm trò khùng điên nhé. Thế cái điều ngớ ngẩn nhất mà anh Tài từng làm là gì? Đau ấy, mày hỏi câu ấy đau ấy. Điều ngớ ngẩn nhất đi ra mắt nhà người yêu cũ. Thì mẹ người yêu cũ có mượn điện thoại để vào trong web. Thì không biết vô tình làm sao. Tối hôm qua anh đi dạo quanh Nhật Bản ở trong máy nhưng mà anh quên chưa tắt. Không biết vô tình làm sao mẹ con người yêu cũ ấy lại ấn vào đấy để tìm. Hiện vào cái thế mà anh đang thích nhất. Thế là từ đấy đến giờ anh với nó chả liên lạc với nhau nữa. Cam 360 nét căng. Cú đất đê không che ấy. Không che. Cú Việt sắp không? Đúng lúc chữ Việt sắp mà. Chữ Việt sắp là trời ơi cứu tôi với. Chúc anh ra mắt nhà người yêu mới sẽ may mắn hơn trong bộ phim khác. Cảm ơn em. Cảm ơn em về những cái câu hỏi ngớ ngẩn của em. Thì hành động ngớ ngẩn nhất là mà em đã từng làm là gì? Em đã từng vỗ mông một người đàn ông. Vỗ mông một người đàn ông. Em tưởng đấy là người yêu em nhưng mà thật ra không phải. Tại vì em lúc đấy em lại nghĩ lại ôi em có người yêu đâu nhở. Thế xong lúc ấy anh ấy bảo gì không? Xong anh ấy cười. Cười em đàn ông gì với dai thế. Em nghĩ là chuyện đấy chắc cũng bình thường thôi. Vỗ mông là bình thường mà bao giờ em có thể động chạm vào nhiều chỗ hơn thì lúc đấy chắc là người ta sẽ đấm em ấy. Em nghĩ thế, hoặc là nếu mà người đàn ông nào hiền thì không đấm thích, đâu. Người ta thích. Đúng rồi. Ok, anh cảm ơn nhé. Hành động ngớ ngẩn nhất mà em đã từng làm là gì ạ? Là em say rượu, sau đấy em đứng giữa đường gọi điện than khóc với người yêu cũ. Than khóc người yêu cũ, xong rồi người ta bảo như nào? Anh bảo là phiền vãi, biến mẹ đi. Biến mẹ đi? Dạ vâng. Xong tắt luôn à? Vâng, anh ấy tắt cục luôn, block luôn. Xong rồi lúc em làm gì? Em gọi điện cho anh khác đến đón ạ. Mình không có anh này, mình có anh khác ạ? À, mình có nhiều sự lựa chọn. Dạ vâng, có phải một người yêu cũ đâu anh. Mình có nhiều mà, mình có nhiều sự lựa chọn mà đúng không? Cái chưa. Hôm sau anh có bảo gì không? Sau anh chỉ bảo có muốn nối lại tình xưa không? Thế sau em như nào? Em tất nhiên là không quay lại á. Không quay lại. Dạ vâng. Chỉ cần lúc lúc say thôi. Lúc say thôi. Lúc không say là không cần nữa. Ok. Đúng là không tin được đàn bà. Điều ngớ ngẩn nhất ấy, em đã từng làm là gì ạ? Kiểu nhầm người. Kiểu như nào? Hai kiểu nhầm người ấy. Hai nhầm người. Chào nhầm người. Chào nhầm người. Thế xong rồi người ta có bảo gì không? Không bảo gì. Không bảo gì ạ? Thế mình biết là không phải người mình quen. Thế là sau lúc ấy là có xin lỗi người ta không? Có. Có. Có xin lỗi. Xong người ta không bảo gì luôn? Cười. Cười. Cười là không. Cười là thôi. Em thử nói cho anh biết là hành động ngớ ngẩn nhất mà em đã từng làm là gì? Hành động ngớ ngẩn nhất ý ạ? Em kê đầu trước mặt rất nhiều người. Kê đầu trước mặt rất nhiều người? Em hí hô ạ? Em không ạ, cái đấy là kiểu em chơi với bạn thì là em quay trêu với bạn thôi. Thế em kè đầu anh thử xem ạ? Bây giờ em đang mở máy. Không kè được rồi. Cởi áo buộc vào. Không. Thế là con nhảy hí hô đúng không? Không, em không thuộc hip hop gì cả. Em có nhảy nhưng mà em không nhảy hip hop. À, không nhảy hip hop. Vâng. Thế là kè đầu trước mặt tất cả mọi người. Vâng, trước mặt đông người đó, ở quán cà phê luôn. Ở quán cà phê luôn. Vâng. Xong rồi lúc ấy mọi người có wow. Mọi người đã quay ra nhìn em, với ánh mắt rất là kỳ lạ ấy. Không, anh tưởng luôn em phải quay ra nhìn mọi người ngầu ấy. Điều ngớ ngẩn nhất là em đã từng làm là gì đó? Em đã từng hát rất to ở chốn đông người trong lúc say ạ. Hát bài gì? Em không nhớ lắm, không nó, nhớ. Nó lâu rồi nhưng mà thì... Sao bạn quay lại? Vâng ạ. Thế xem video lại không biết hát bài gì ạ? Tại vì nó lâu rồi nên bây giờ em không nhớ lắm, hình như em hát nhạc thiếu nhi hay sao ấy ạ?
Hành động ngớ ngẩn nhất mà em đã từng làm là gì nào? Hát trong nhà vệ sinh ạ. Hát trong nhà vệ sinh, thế là có ai nghe thấy không? Dạ có ạ, mãi đến suốt ngày trêu em vì cái đấy. Ồ, anh tưởng là con gái hát không phải làm ca sĩ chứ. Dạ không ạ. Thế là lúc em đi, đang đi tắm hay là đi vệ sinh mà hát rồi? Em đi vệ sinh. Đi vệ sinh vẫn hát rồi, có tâm trạng yêu đời đấy. Em yêu đời mà. Yêu đời à? Không mà em có khoe cho đấy rằng nó đi rêu cả trường. Ôi, thế sau đi học phải đeo mặt nạ không? Em quen, mặt em dày rồi. Mặt dày à? Quen đúng không?